Ngày 16 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tờ trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại thành phố. Cụ thể, Sở Y tế đề xuất thời gian bắt đầu tiêm là từ ngày 22 tháng 10 cho tất cả trẻ từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12 với số lượng dự kiến khoảng 780.000 trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở cố định và tiêm lưu động, trường học trên địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức với loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Vaccine được sử dụng hai liều cơ bản cho một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Theo dự thảo của Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận huyện đóng vai trò chủ đạo trong triển khai, giám sát, đôn đốc những đơn vị liên quan, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, học tại các trường trên địa bàn và trẻ em sinh sống tại địa phương không đi học. Việc tiêm chủng đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tuân thủ những quy định chuyên môn hiện hành do Bộ Y tế cùng Sở Y tế hướng dẫn và chỉ đạo. Bên cạnh đó, căn cứ số lượng đối tượng cần tiêm chủng cùng tình hình dịch bệnh tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vận dụng các hình thức tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, đáp ứng yêu cầu về an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo theo tiến độ đề ra. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.